cho đem hướng dẫn cho bác lát dùng cái máy đỡ đồng họng nha. Đầu tiên mình sẽ cắm nguồn vào, rồi sau đó chúng ta bật nguồn vào là máy sẽ chạy. Nếu mà muốn cái vỏ đầu phòng của chúng ta nó sạch vỏ thì các bác dặn theo chiều kim đồng hồ cho hai cái cầu gạt nó cao lên, mà nếu cái vỏ đầu phòng mà nó rất sạch quá, cái hạt đầu phòng bị chạy nhiều á, các bác ngược chiều kim đồng hồ cho nó tốt, phòng chúng ta nó vừa tách vỏ thôi, nó không bị chạy nhiều. Để chỉnh một cái thế này, chúng ta canh cho cái hạt đầu phòng tùy theo cái mức lượng giòn của vỏ. Rồi phía dưới đây nó có một cái keo này, có thể cho chúng ta giữ cái vỏ đầu phòng không bay ra ngoài, chúng ta muốn xả ra thì chúng ta kéo qua và vỏ phỏng rất trực tiếp xuống, còn không cho nó bay ngoài chúng ta đóng lại. Rồi chúng ta canh cho cái hạt đầu phỏng nó chạy, chỉnh cái này cho cái đầu phỏng nó không bị chạy nhiều,